Tử Phi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận của những gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 11 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy lắng nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Quan tử vi tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi tính dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tị đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vật khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Đầu tiên là ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của tuổi Bính Dần có dự báo đây là một tháng khá tốt cho sự phát triển sự nghiệp của người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Về mặt sức khỏe, người tuổi Bính Dần cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách
để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Bính dương hỏa gặp mậu dương thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Dần. Nếu có cơ hội, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Bính Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo để làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Hai vật phẩm có tác dụng hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp của tuổi Bính Dần. Bước sang tháng 11 năm 2020, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Bính Dần. Hơn nữa, bạn là người khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này, bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Các chuyến đi công tác xa có thể là bước ngoặt để nâng tầm sự nghiệp của bạn. Sự chuyên nghiệp trong cách giải quyết vấn đề và những kinh nghiệm làm việc được sếp đánh giá cao và việc thăng chức sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Với những người kinh doanh, buôn bán, tháng này cũng rất tốt để mở rộng kinh doanh. Vận đến nhưng bạn không được chủ quan hay tự mãn mà cần tăng cường nhân sự để quản lý, có kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để hạn chế những rủi ro có thể xảy đến để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần. Khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình pháp khí minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Bính Dần. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy tài lộc với người Bính Dần rất dồi dào. Vận may, thịnh vượng sẽ gặp bạn trên mọi nẻo đường. Đó không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của bạn suốt thời gian dài. Người làm công ăn lương ổn định thu nhập, bạn còn có thưởng thêm do sự cố gắng và cống hiến của mình. Nhưng cũng cần chú ý vì tử vi tháng này cho thấy rằng bạn sẽ mất một thứ gì đó, có thể là tiền hay điện thoại, dù giá trị không đáng bao nhiêu nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Để may mắn, thành công, người tuổi Bính Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Bính Dần. Về phương diện tình cảm của người tuổi Bính Dần trong tháng này không có nhiều khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Tuy bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng, bạn cũng đừng vì thế mà buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Bính Dần cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận gỗ huyết long, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng phong thủy tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc, hòa hợp với gia chủ, sức khỏe của tuổi Bính Dần. Trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp, tài lộc phát triển, kéo theo đó sự bận rộn khiến bản mệnh không có thời gian quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Tháng này, sức khỏe của tuổi Bính Dần thật sự ngày càng suy giảm. Đôi khi, bạn cần gạt công việc sang một bên để dành thời gian chăm sóc cho sức khỏe, lên dây cót lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm.
Ngoài ra, bạn cần duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực. Mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn thấy bất ổn. Khuyên người tuổi Bính Dần nên sử dụng kim bài Thái Tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý anh chị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!